Hôm nay chị Trang sẽ hướng dẫn cho cả nhà một cái bài tập con mèo. Cả nhà có thể làm 21 lần, nhưng ở đây Trang chỉ mô phỏng theo số lần mà Trang làm ở đây thôi. Còn cả nhà tập thì cả nhà cứ đếm đủ 21 lần nhé. Tại vì nếu mà làm đủ 21 lần thì cái thời gian nó sẽ không đủ với cái video này để gửi đi ấy. Cho nên là cả nhà sẽ cố gắng làm đủ 21 lần. Đầu tiên là chúng ta sẽ ngồi trên góc chân này, đo này, từ khỉu tay cho đến ngón tay dài nhất, ngón tay giữa bấm, đặt lên một bàn tay, nhô người lên, vậy là được một cái khoảng cách vuông góc. Vai và cổ tay trên một đường thẳng, hai ngón giữa song song nhau với mép thảm, tất cả các ngón khác xòe ra bám vào lòng thảm, hai chân tách rộng bằng tay. Rồi khi bắt đầu hít vào thì chúng ta giữ chắc cơ bụng dưới lại, từ từ đẩy đỉnh mông lên, vẫn giữ cơ bụng dưới đẩy đỉnh mông lên, và từ từ võng thắt lưng xuống. Rồi khi đó mới từ từ vươn ức lên. Lúc này là chúng ta hít vào nhé, mở vai, vươn ức, vươn cằm về trước, gáy luôn luôn thẳng, không gập gáy. Thở ra này, chúng ta cuộn xương cùng, đưa bắp đùi trong, cuộn xương cùng, đẩy thắt lưng lên hết cỡ, phồng vai lên, và chúng ta đi đầu gáy và sau cùng. Mắt nhìn rốn, rút rốn lại, thậm chí chúng ta sẽ rút đáy chậu, có nghĩa là thích chặt bộ phận sinh dục và hậu môn lại. Lần hai hít vào, chúng ta vẫn giữ nguyên đầu, từ từ đẩy đỉnh mông lên, đẩy phần xương cùng lên, hạ phần thắt lưng xuống, rồi từ từ vươn ức ngực cằm, mở rộng ngực, vươn cằm về trước, mở vai, giữ chắc cơ bụng dưới, thở hết ra, hít căng lên, rồi thở ra này, cuộn xương cùng xuống, gù thắt lưng lên, phồng vai lên, rồi mới từ từ đưa cằm vào. Mắt nhìn rốn, rút rốn lại. Rồi tiếp tục hít vào, từ từ chúng ta đẩy phần xương cùng lên, giữ chắc cơ bụng dưới, nhấn phần thắt lưng, võng thắt lưng xuống, đẩy xương cùng, rồi bắt đầu mới vươn ức, vươn cằm về trước, mở vai, hít căng lồng ngực. Rồi thở ra, chúng ta cuộn phần xương cùng, đẩy phần thắt lưng, gù vai, đẩy phồng vai nha, gù vai, phồng căng ra. Rồi lúc này mới cuộn cằm về ngực, rút rốn lên, rút đáy chậu lại. Rồi tiếp tục hít vào, từ từ võng thắt lưng, đẩy phần đỉnh mông, giữ chắc cơ bụng dưới, rồi mới từ từ mở ức, đưa cằm, vươn ức về trước, mở vai về sau, cảm nhận vùng ngực của mình căng hết cỡ, hít căng lồng ngực lên. Rồi thở ra, giữ nguyên phần trên, cuộn phần xương cùng xuống trước, hết thời gian rồi gù chị. Phần thắt lưng lên, nốt này, gù vai lên, cuộn cằm về ngực. Mắt nhìn rốn, rút rốn lại. Rồi sau khi chúng ta làm đủ 21 lần, chúng ta sẽ lùi mông về, thư giãn em bé. Và đó là một cái video mà chúng ta sẽ tập để luân chuyển cũng như là linh hoạt tất cả phần cột sống cũng như toàn bộ cơ thể của chúng ta nha.